Anh không nói, em không nói, ai biết mà sợ? Anh bỏ ra đi. Ai biết đâu mà sợ. Con mày cướp chồng tao hả? Anh thấy trên này thế nào? Em rất là muốn lắp đặt một hệ thống đèn cực kỳ khủng ở trên này, để mỗi khi đêm xuống á, căn nhà của vợ chồng mình không khác gì một tòa lâu đài, sáng rực cả một góc trời luôn. Anh thấy thế nào? Em thích là được. Chị, nhiệm vụ của chị bây giờ là phải lên ý tưởng. Nếu mà ok thì mình chuyển luôn. Tiền nong không thành vấn đề. Sắp đến ngày cưới của vợ chồng em rồi, hai bên gia đình cũng sốt ruột nữa. Anh nhở? Anh, em thích gì à? Cứ trao đổi cô kỹ sư. Tôi là Nam. Tôi là Long. Có gì à, nhờ cô Nam nhé. Hôm trước cháu có gặp một cô kỹ sư điện tên là Nam. Lúc ấy cháu thấy thái độ của anh Long lạ lắm, không được bình thường. Kỹ sư điện á? Thế là chuẩn người rồi đúng không? Sao mụ cháu tính như chó đấy nhở? Cái con này nói bao nhiêu lần rồi, cứ ăn nói cái kiểu ấy thôi. Gì? Thì có ảnh nó không? Cho cháu xem. Đây rồi. Hồi đấy là bà Xuân có chụp ảnh gửi cho bọn gì. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Thế là nồi cơm của cháu thôi sắp cháy rồi đấy. Cháu phải đuổi nó ngay. Xong để dì gọi điện cho mẹ nó. Đuổi thì chắc chắn phải đuổi. Nhưng vấn đề là đuổi kiểu gì? Việc đấy mày không phải lo. Việc của mày là canh thật chặt thằng Long cho dì. Còn việc của con Nam để đấy dì giải quyết. Ok ạ. Trước mắt bên em sẽ qua đó khảo sát. Sau đấy sẽ về lên ý tưởng rồi chúng ta bàn bạc tiếp nhé. Anh đã bảo là anh tin tưởng em mà. Anh yên tâm, nhất định là bên em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Nhưng mà nếu em làm anh thất vọng ấy, thì em có một thứ nào khác đền bù cho anh? Tối nay em cho anh cơ hội mời em đi ăn tối nhé. Về việc này thì phải để anh thất vọng rồi. Bạn trai em hay ghen lắm, anh thông cảm. Anh không nói, em không nói, ai biết mà sợ? Anh bỏ ra đi. Ai biết đâu mà sợ. Con mày cướp chồng tao hả? Con nào? Gì đấy? Hôm nay tao dạy cho mày một bài học. Thôi. Chồng thì tao cướp chồng tao. Như này là như nào? Thôi. Bỏ ra. Mày là còn dám đánh lại tao hả? À, các người làm gì đấy? Bỏ ra. Anh thấy chưa? Anh trắng mắt rồi chưa? Mày đấy. Cái lần này tao thẳng thắn đấy. Tâm lòng của nó. Chị im đi. Tôi đã nói đây là hiểu lầm. Ăn nói cho cẩn thận đấy. Mày thích hiểu nhầm không? Tao không biết tử tế với mày đấy. Nào. Đây không phải là lần đầu, cô hiểu chưa? Đi về! Nào đi về! Con chó này! Con kia mày nhớ mặt tao đấy! Vừa rồi, chắc anh cũng nhận ra người bị đánh ghen đúng không? Ai cơ? Là cô kỹ sư điện nước, anh Phong giới thiệu cho nhà mình ý. À thế à? Bảo sao anh nhìn thấy quen quen? Chuyện riêng người ta mà, kể đi em. Lúc đầu gặp em cũng khá là thiện cảm. Nhưng mà tư cách tạo đức như thế, làm việc em không yên tâm. Hay là mình bảo anh Phong đổi người nhá. Đã biết đầu đuôi thế nào đâu. Anh nghĩ là họ cứ đảm bảo công việc cho mình là được. Không sao đâu em. À đây, sắp sinh nhật mẹ đúng không? Em xem mẹ thích gì, mua giúp anh nhá. Em cảm ơn.